Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 5 tại Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài và Ủy viên Diệu khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố hướng Đà Nẵng Lương Quyện Bình Triết cùng chủ trì hội thảo cùng dự có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Minh. Giám sát phản biện xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Qua 8 năm thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội theo quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa 11 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tham gia nhiều ý kiến trao đổi chia sẻ các vấn đề liên quan đến những thành tựu cũng như các mặt còn hạn chế trong triển khai công tác giám sát phản biện xã hội. Nhiều vấn đề cụ thể đã được nêu ra tại hội thảo như sự phối hợp của chính quyền trong công tác giám sát phản biện xã hội tại Đà Nẵng, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực trạng và giải pháp về quan hệ phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội việc áp dụng các hình thức giám sát phản biện xã hội trong thực tế tại các địa phương